Anh nhớ ngày xưa là mình đi có một cái cầu nó bắc qua đường nhỉ, hay là cái cầu là cầu tạm, nó làm tạm nhỉ, bắc qua đường đi qua cái cầu đấy, xong rồi mình mới đi sang bên cái chỗ ấy, như kiểu cái cầu nó làm để cho chờ sửa chữa cái gì đúng không? Nhìn kìa, hai đứa trẻ con lên một cái xe này, đứa đứa đu được sau. iPad nó không xóa hết ảnh như này, nó chật ảnh rồi. Anh xóa đi rồi á? Anh không. Anh đã nói nếu mà không xóa đi thì để thế là bây giờ chỉ còn khoảng độ. Nhưng mà ý anh nói là cái iPad em đã đổ sang gần đầy oặt cái ổ cứng ở đấy rồi đấy. Đấy đằng sau kìa. Qua đây đằng sau lấy. Đấy, thoa tay đằng sau có.
Dạ.